Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận cờ kinh điển của làng cờ tướng Trung Quốc, có tình huống cờ phế xe bỏ mã rất hay, tạo nên một kiệt tác vượt thời gian đánh trong giải cờ tướng cá nhân của Trung Quốc năm 1957 khi mà có tuyệt phẩm xảy ra. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Lý Nghĩa Đình và người cầm bên đen là danh thủ Quản Tất Trọng. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong màn đấu trên, bên đỏ đi tiên triển khai thế trận bằng phần cờ tấn công Chu Lộ ngay. Phó 2 bình 5. Bên đen cho khởi mã. Mã 2 tiến 3. Xe 9 bình 8 và tiếp theo là phần cờ phát triển bình 7 tiến 1 ngay. Ngoài ra có thể chạy con xe 1 bình 2 và hệ thống cờ bình 3 tiến 1. Các bạn sẽ cùng đón xem đường hướng cho thực chiến đến từ bên tiên. Bình 7. Bình 7 tiến 1. Phát triển mã qua và tiếp theo là phần cờ tách pháo bình qua biên. Ngoài ra có thể phát triển bình phong mã đến từ bên đen, các bạn sẽ cùng xem qua tình huống này. Cho thực chiến của trận cờ, bên đen cho tách pháo bình qua biên ngay. Bên tiên cho phát triển mã. Mã 2 tiến 3 và tiếp theo là phần cờ tháo pháo đông bình qua lộ 6. Ngoài bên trên thì bên đỏ có thể triển khai đường cờ nhấc hoành xe. Các bạn sẽ cùng xem qua tình huống trên. Trong hình cờ thực chiến, lựa chọn đến từ bên tiên là phần cờ cho tháo pháo đầu ngay. Pháo 2 tiến 3, mã 6 tiến 7 và pháo 2 tiến 1 để tránh đòn. Bên tiên được 7 tiến 5, pháo 2 bình 7 và tiếp theo là phần cờ cho thoái mã về để cấm đường xem bình 2 của bên đen. Ngoài ra có thể đi tiếp bằng phần cờ nhấc con pháo 8 tiến 2 với là biến hóa khá hay. Đây là biến hóa có thể ngăn đường bình 7 tiến 1 trong tương lai của bên đen. Ngoài ra bên đen cũng không thể chạy xe 1 bình 2 được. Các bạn thấy xe 1 bình 2 là pháo bình qua, ép phải chạy vào góc ngay. Cho thực chiến của trận hình, bên đỏ cho thoái mã về. Tức 7 tiến 5. Chạy xe bình qua lộ 7. Bình 1 tiến 1 nhấc bình biên. Bình 7 tiến 1. Bình 1 tiến 1 bắt mã. Tuột qua và cho tiến xe bắt mã. Và trong vị cờ trên thì bên đỏ đi tiếp bằng phần cờ tháo con pháo bên cờ lộ 7 để tấn công vào con mã trục 3 của bên đen. Ngoài ra còn phần khác là cho nhấc xe qua điểm cao. Đây là biến hóa cũng khá vững cờ. Các bạn sẽ cùng đón xem lựa chọn trong chính cục đến từ danh thủ Lý Nghĩa Đình. Bình pháo qua và bên đen không đi tiếp bằng phần cờ xe một bình 2 bắt mã. Đánh như vậy thì bên đỏ thời cơ vật pháo qua mã ngay. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ Quản Tất Trọng. Mã 7 tiến 6. Bình xe giữ mã. Mã 6 tiến 4 được tấn công. Pháo 7 tiến 2. Và tiếp theo là phần cờ cho thoát xe. Xe 1 tiến 3. Bình 5 tiến 1. Tiến xe qua điểm cao và tiếp theo là phần cờ cho sĩ 4 tiến 5 đến từ bên đỏ của Lý Nghĩa Đình. Bên đen cho chuyển pháo binh qua lộ 3, một phần cờ chuyển quân rất hay và tinh tế. Tách tốt qua và tiếp theo là phần cờ cho binh 7 tiến 1 ngay, phế tốt. Trong hình cờ thực chiến thì bên đỏ đi tiếp bằng phần cờ xe 1 bình 2, ra quân mạnh để yêu cầu đấu xe. Các bạn thấy ngay không thể dùng tự bắt tốt được.
Đánh như vậy thì bên đen có thời cơ chạy con xe của mình hành ngay để bắt quân. Ép bên đỏ phải thoát xe đi và ăn xe về mã hình cờ ưu thế tuyệt đối dành cho bên đen. Các bạn thấy ngay không thể ăn xe trong bối cảnh trên, bởi như vậy là bị pháo 3 tuyến 3 là thua ngay. Các bạn sẽ cùng đoán xem mình cờ trong thực chiến đến từ bên đỏ là phần cờ chạy xe một mình 2. Và trong bối cảnh trên, khi mà bên đen đang có thế công lớn, danh thủ còn thất trọng lập tức cầm con xe 8 binh 6 ngay để cán mặt tượng. Binh 6 tiến 1, binh 7 vắt mã, thoái về và tiếp theo là phần cờ tấn công xe 6 tiến 2 để kẹp cừu. Toàn lực của bên đen đang có thế bao vây lớn, đang đe dọa dùng mã bắt tượng. Xe 2 tiến 2 tiếp tục chuyển pháo vào đầu để tấn công, một hình cờ tấn công mà bên đen đang vô cùng hùng mạnh. Và trong bối cảnh trên thì bên đỏ đi tiếp bằng phần cờ cho xe 8 tiến 2 về sau để cho bên đen tung một loạt đường đánh rất mạnh và chính xác để dứt điểm ngay. Các bạn thấy thêm ngoài bên trên mà bên đỏ cho nhấc con pháo 6 tiến 1 thì sao? Một vị trí để ngăn đường mã. Đánh như vậy thì bên này có thể chuyển con pháo 97 để tấn công đối tượng. Tượng treo đường biên có thể phế xe ngay, phế trước đoạt sau và tạo lại ưu thế lớn về sau. Sĩ qua sẽ ăn vào trung lộ. Tướng lệch qua lập tức bị tình huống cờ tiến xe xuống đáy ngay và bắt qua xe của bên đỏ. Vẫn còn đó tình huống cờ bắt đôi. Các bạn thấy ngay mã chạy có thể đơn giản cầm xe bắt con mã lộ 4 thôi. Một hình cờ ưu thế tuyệt đối dành cho bên đen. Các bạn sẽ cùng đoán xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên tiên của danh thủ Lý Nghệ Đinh. Ông lập tức cho xe 8 đến 2 và bên đen đi tiếp hình cờ quá đỉnh cao là phần cờ phế xe, dùng xe chém thẳng vào xi trúc lộ ngay. Ép bên tiên phải nhấc sĩ qua ăn xe và bình chiếu. Tới hình cờ trên, khi các bạn thấy bên đỏ cho nhấc con xe 8 đến 2, tưởng chừng có thể phòng thủ trước đường công đến từ con mã của bên đen. Tuy nhiên trong màn đấu trên thì bên đen đi tiếp hình cờ rất đỉnh cao, phế mã ngay, xe bình vào và tiếp theo là phần cờ đâm xe chiếu, tướng chạy tầng 2 và bình phòng chiếu cục, một phần cờ tấn công đầy đỉnh cao. Như vậy kênh học của tướng Lai vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên, một trận cờ rất hay của danh thủ Quản Tất Trọng trước Lý Nghệ Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký, đón chào những chương trình mới của kênh trong thời gian tới đây.